tuyệt đối cậu mua từ đại kỵ này, kẻo sức má người vào nhà, tiền mất tật mang. Xin chào quý vị, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, theo quan niệm dân gian thì tháng 7 âm lịch hàng năm hay được gọi là thời điểm mà quỷ lộng hành trên dân gian, đem lại nhiều điều xui xẻo, không may mắn đối với con người. Vậy nên trong tháng này, đa phần mọi người đều kiêng làm những việc trọng đại, hạn chế mua sắm đồ mới như mua nhà cửa, xe cộ hay quần áo, vì cho rằng nếu mua vào tháng cô hồn sẽ xảy ra nhiều vấn đề hỏng hóc, rủi ro hoặc là chỉ để cho người âm dùng. Vậy đâu là những đồ vật tuyệt đối không nên mua trong tháng này? Hãy để kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ với bạn mệnh ngay sau đây. Quý vị thân mến, ở Việt Nam thì tục cúng cô hồn là một tín ngưỡng tâm linh truyền thống của người Việt, được truyền từ đời này sang đời khác. Người Việt cho rằng con người bao gồm hai phần là hồn và xác. Khi con người mất đi thì phần hồn vẫn tồn tại, có được đầu thai kiếp khác, có người lại bị đẩy xuống địa ngục làm quỷ đói với nhiễu dân gian. Tháng 7 âm lịch hàng năm là thời điểm Diêm Vương sẽ khai mở quỷ môn quan để những linh hồn đói khát được tự do trở về dân gian, tìm cơ hội siêu thoát. Đây cũng là lúc âm khí xung thiên, vậy nên nhiều người quan niệm rằng trong tháng này tuyệt đối không nên mua sắm bất cứ thứ gì, tạm hoãn những việc trọng đại. Vậy đâu là những thứ đại kỵ không nên mua trong tháng cô hồn? Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi. Thứ nhất, tránh không mua nhà trong tháng cô hồn. Người xưa có câu an cư lập nghiệp, mua nhà đối với nhiều người là chuyện trọng đại, là khối tài sản rất lớn, có ảnh hưởng tới toàn bộ cuộc sống sau này. Do đó, mỗi khi mua nhà, người ta thường rất cẩn thận xem ngày tốt, xấu, xem cả ngày giờ hoàng đạo để chọn ngày lành tháng tốt, lấy may, lấy vía. Nếu căn nhà có vía xấu sẽ ảnh hưởng đến vận trình của gia chủ, từ sức khỏe, tiền tài đến tình duyên hạnh phúc. Tháng 7 âm lịch không phải là khoảng thời gian thích hợp để mua tình duyên. Tháng 7 âm lịch không phải là khoảng thời gian thích hợp để mua nhà. Vì tháng 7 là tháng cô hồn, các vong hồn có khả năng quấy phá công việc của con người, trong khi mua nhà là việc lớn. Cũng giống như mua nhà, chuyển nhà, việc động thổ hay sửa sang nhà cửa cũng không nên tiến hành trong tháng 7 âm lịch. Đây là những việc lớn chẳng kém gì mua nhà, không thích hợp tiến hành vào thời điểm âm khí vượng, vong hồn quỷ ma quấy phá như trong khoảng thời gian này. Ngoài những yếu tố về tâm linh thì yếu tố về thời tiết cũng là một trong những yếu tố quan trọng. Việc những trận mưa kéo dài nhiều ngày liên tiếp thường hay xuất hiện vào thời gian này cũng sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến kế hoạch mua nhà hay khởi công xây nhà của gia chủ. Cũng bởi thế, dù các doanh nghiệp địa ốc tung ra các chương trình khuyến mại giảm giá mạnh để hút khách hàng mua nhà đất nhưng vẫn vắng bóng khách hàng trong mọi giao dịch. Chuyện đi thuê nhà cũng là điều nên tránh. Nếu bắt buộc phải làm những chuyện đó trong tháng này thì nên có những biện pháp thích hợp để tâm được an yên. Thứ hai, nên tránh mua xe trong tháng cô hồn. Tháng cô hồn, kêu mua gì dưới góc nhìn tâm linh. Tháng 7 âm lịch là thời điểm sáng tội vong nhân, nên việc mua xe được cho là sẽ đem lại xui xẻo, đem lại điểm gở cho gia đình. Theo quan niệm, các vong hồn sẽ được thả ra, sẽ quấy phá các công việc của con người. Vì vậy, nếu làm những việc lớn như động thổ, xây nhà, mua xe đều phải kiêng kỵ. Nếu thực hiện, sẽ không được hanh thông, gặp nhiều rủi ro. Với việc nhiều người coi ô tô, xe máy là khối tài sản lớn, nên việc mua xe là chuyện trọng đại. Do vậy, việc chọn mua có ngày tốt, tháng tốt, đưa xe về cũng là điều hết sức bình thường. Cũng chính vì điều đó mà rất nhiều người băn khoăn khi mua xe vào tháng 7 âm lịch. Nhiều người cũng kiêng kỵ tháng cổ hồn đi mua xe, sợ sẽ vướng phải những điều không may mắn. Mua phải xem mà, sẽ vướng phải những điều không may mắn. Nếu bất đắc dĩ vì một lý do nào đó mà cần phải mua xe, thì nên tham khảo các thầy phong thủy nổi tiếng. Thứ ba, không nên mua quần áo trong tháng cô hồn. Không chỉ kiêng mua nhà cửa, xe cộ, mà quần áo cũng là mặt hàng bản mệnh cần phải kiêng mua trong tháng cô hồn. Theo quan điểm tâm linh, đây là khoảng thời gian có nhiều ma quỷ vất vưởng. Ma quỷ nếu thấy bản mệnh có nhiều quần áo đẹp sẽ mượn tạm và để lại quỷ khí trong trang phục.
Vì thế, nếu mua quần áo tháng 7 âm lịch sẽ đưa các vong hồn theo về nhà, đem lại xui xẻo cho gia chủ. Thứ tư, kiêng mua vàng tích trữ trong tháng cô hồn. Có quan niệm cho rằng tháng cô hồn kiêng mua vàng, bởi mua vàng tích trữ cũng được coi là việc làm rất xui xẻo và dễ khiến gia chủ gặp nhiều rủi ro. Ma quỷ có thể sẽ ám vào số vàng tích trữ trong nhà, mang theo âm khí làm ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như con đường tài vận của gia chủ. Thứ năm, hạn chế việc ký kết hợp đồng, khai trương cửa hàng trong tháng cô hồn. Những người kinh doanh lớn có giao dịch như ký kết hợp đồng hay khai trương cửa hàng cũng được khuyên hạn chế thực hiện vào tháng 7 âm lịch. Vì đây được coi là tháng không may mắn, ma quỷ quấy nhiễu có thể phá ngoài việc kinh doanh buôn bán, khiến bản mệnh dễ gặp rủi ro, thất bại. Thứ sáu, kiêng mua sắm nội thất trong tháng cô hồn. Bản mệnh hãy nhớ rằng, việc mua sắm nội thất cũng là việc không nên làm trong tháng 7 âm lịch, giống như việc mua xe hay mua quần áo. Việc mua sắm nội thất trong tháng cô hồn sẽ được đưa vào. Việc mua sắm nội thất trong tháng cô hồn sẽ đưa các vong linh về nhà, đem lại xui xẻo cho gia chủ. Quý vị thân mến, quan niệm những thứ đại kỵ không nên kiêng mua trong tháng cô hồn thuộc về tín ngưỡng dân gian. Và cho đến ngày nay, chưa một cơ sở khoa học nào có thể kiểm chứng đúng sai. Tuy nhiên, với quan niệm có thờ có thiêng, có kiêng có lành, thì nhiều người chú trọng làm theo để có thể yên tâm hơn trong cuộc sống. Vậy trong tháng 7 âm lịch này, ta nên mua những vật dụng gì để phù hợp cho bản thân và gia đình được bình an, may mắn? Hãy cùng theo dõi ngay sau đây. Thứ nhất, mua kim bài thái tuế. Thường thì các vong hồn ma quỷ đều rất sợ thần linh. Bởi thế, bản mệnh nên mang theo kim bài thái tuế bên mình. Vì thái tuế là tối đẳng thượng tần, là vị thần cai quản lớn trong năm. Mặt trước có in hình thái tuế và niên hiệu của ngày, mặt sau có in thất tinh bắt đầu, là vật phẩm phong thủy hàng đầu bảo vệ gia chủ khỏi yêu ma, quỷ quái. Chỉ cần thấy đồ vật này, hồn ma sợ hãi, không dám đeo bám hoặc lại gần. Không những thế, kim bài thái tuế tượng trưng cho điềm tốt, may mắn khi mang bên mình, mọi việc sẽ trở nên suôn sẻ, thuận lợi hơn. Hơn nữa, kim bài cũng đã được thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt khai quang, chỉ chú theo tuổi của gia chủ, nên năng lượng kỵ tà ma và hóa giải vận đen càng uy lực hơn. Thứ hai, đeo vòng tam hợp quý nhân bên mình. Vòng tam hợp quý nhân là một vật phẩm phong thủy được làm từ gỗ huyền long, một loại gỗ quý và duy nhất có tính năng xuyên sáng, cho ánh sáng đi qua, được hầu hết các vua chúa ngày xưa dùng làm bảo vật hộ mệnh. Theo dân gian truyền lại, thì gỗ huyết long là khắc tinh của tà ma, chỉ cần nhìn thấy vòng tam hợp quý nhân thì vong hồn, ma quỷ sợ hãi bỏ chạy, không dám đeo bám. Không những thế, vòng tam hợp quý nhân đã được thầy khai quang, chỉ chú, còn giúp gia chủ gặp nhiều may mắn, kiếm tài lộc, sức khỏe. Thứ ba, đào mộc hồ lô, sẽ trừ tà khí. Theo quan niệm người xưa, đào mộc hồ lô là thứ chống xú quỷ, có thể xua đuổi tà ma, đem lại nhiều may mắn cho bản thân và gia đình. Vì vậy, trong tháng cô hồn, nhiều người thường mua hồ lô về đặt vào các nơi như bàn làm việc, cửa sổ, vị trí đầu giường của người già với mục đích xua đuổi âm khí, không cho tà ma trú ngụ trong nhà. Hơn nữa, đào mộc hồ lô được khai quang, chỉ chú, còn đây là vật phẩm phong thủy chuyên để kích hoạt sức khỏe, thu hút tài lộc. Vậy nên trong tháng cô hồn, nhất định bản mệnh phải đặt một chiếc hồ lô ở nhà mình. Thứ tư, mang hoa mai chiêu tài bên mình. Nếu phải lựa chọn một thứ nên mua trong tháng cô hồn, bản mệnh nên mua hoa mai. Bởi theo quan điểm của người xưa, hoa mai sẽ làm giảm tinh khí của vong hồn ma quỷ. Hoa mai chiêu tài là pháp khí phong thủy được chế tạo từ đồng đỏ, mạ vàng 24K, có hai mặt. Mặt trước là các chữ mệnh, thọ, phú, quý. Trường về ý nghĩa chiêu tài tốt cho bản mệnh, tăng cường tài lộc phú quý cho gia chủ. Mặt chữ gồm có đinh vàng kim nguyên bảo tượng trưng cho sự tài lộc phú quý, phước tinh tượng trưng cho gia đạo hưng vượng, phước phần lâu dài, lộc thần là biểu tượng cho sự phú quý sang trọng, sự cát tường đến với gia đình. Chim khách tượng trưng cho quý nhân trợ giúp, công việc sự nghiệp được thăng tiến, đầu tiên là biểu hiện của sự trường thọ. Hoa mai trong phong thủy có ý nghĩa xua đuổi tà ma, ngạ quỷ. Vậy nên ngày Tết, mọi người thường đặt một chậu mai trước cửa nhà, xua đuổi tà ma, quỷ dữ. Khi mang theo đồng tiền hoa mai bên mình, sẽ giúp gia chủ
luôn được bình an, may mắn. Vì vậy trong tháng cô hồn, mọi người cần để một đồng hoa mai trêu tài trong ví hoặc túi để phòng tránh tà ma đeo bám, nhất là người kinh doanh, buôn bán, luôn treo một xô tiền rất hay và hiệu quả, không chỉ xua đuổi vong hồn đeo bám, kích thích vận tài lộc đến với gia chủ. Quý vị thân mến, chắc hẳn là sau khi theo dõi chương trình ngày hôm nay, mọi người đã nắm bắt được những thứ nên mua để gặp nhiều may mắn và không nên mua để tránh xui xẻo trong tháng cô hồn. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.